Thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các anh các chị, phải nói là rất là cảm động vì giờ này hơn 4 rưỡi rồi mà cũng rất nhiều anh chị quan tâm đến một cái chủ đề. Và các anh chị nhìn cái chủ đề điều trị hen phế quản nó xưa quá rồi và cũng không hiểu là hôm nay tôi phải điều trị là trình bày làm cái gì. Thì thứ nhất là thực sự là cái bài trình bày nó cũng hơi dài và tôi sẽ xin phép lướt qua những phần mà chúng ta đã biết rồi và sẽ nhấn mạnh một số phần mà cần phải lưu ý, vì thực ra cái thời gian nó chỉ có 20 phút và tôi nhìn cái chị ở dưới kia rất là căng thẳng, chị cứ giơ lên giơ xuống cái báo giờ. Thế thì thứ nhất thì chúng ta cũng biết là hen là bệnh quá cổ điển rồi. Tuy nhiên là cứ mỗi năm thì lại đẻ ra một cái định nghĩa, mỗi năm lại khuyến cáo có cái này mới, có cái mới. Không phải mới chỉ về thuốc, mà mới về cơ chế bệnh sinh, mới về yếu tố tác động, mới về kiểm soát hen và mới về yếu tố nguy cơ, rất nhiều yếu tố. Nhưng khi đã nói đến hen phế quản, bao giờ cũng nói một câu gọi là kinh điển, câu này thì không thay đổi được. Đó là hen là một bệnh viêm mạng tính đường thở, đúng không ạ? Đấy là một câu rất là kinh điển. Và đặc điểm lâm sàng nó là các triệu chứng về hô hấp, có tiền sử tái tái lại, ho, khò khè, khó thở, nặng ngực, cộng giới loạn đường thông khí thở ra dao động. Nghĩa là trong cái định nghĩa này nó đã bao gồm hai phần là triệu chứng lâm sàng và thăm dò chức năng hô hấp. Thế thì cái phần lâm sàng lúc nãy là anh Sơn có trình bày phần khò khè, vì nói đến hen phế quản là nói đến khò khè và chúng nó phân biệt như thế nào. Và như vậy nếu mà ở người lớn thì tương đối dễ, nhưng ở trẻ em vấn đề khò khè cực kỳ khó tiếp cận. Phần chức năng hô hấp anh chị vừa nghe chị Hương nói rồi, tôi trong ngành tôi còn thấy rối nữa là các anh chị rất là phức tạp. Vậy thì cái tiếp cận chẩn đoán và điều trị nghe thì đơn giản nhưng nó không hề đơn giản tí nào cả. À, chúng ta cứ nói một cách đơn giản hơn một chút xem cái hình. Thì chúng ta sẽ thấy là không hiểu cái bút chỉ nó ở cái điểm nào. Thì chúng ta sẽ thấy là này, một cái đường thở, tôi cố gắng chỉ bút chỉ. Em ấy chỉ bút chỉ. Giữ à? Giữ này em ơi, giữ. Em giữ trả lên. Giữ nó trả lên. Đấy, nó trả lên là đỏ. Nó đang bị ra màn hình ấy mà. Thế à? Đó. Nó chưa làm hai màn hình. Ok. Nó trên cùng. Vâng. Thế thì chúng ta sẽ thấy là nếu một cái bình thường, một cái đường thở bình thường, chúng ta sẽ thấy là có lòng rất là rộng để trao đổi khí. Chúng ta có cái thành phế quản và có cơ trơn phế quản. Nó đảm bảo cho cái đường kính trong và đường kính ngoài luôn luôn bình thường. Tuy nhiên, trong cơn hen cấp, chúng ta sẽ nói định nghĩa là cái gì ạ? Co thắt cơ trơn phế quản và viêm đường thở, cho nên lòng của nó thứ nhất là bị co thắt hại, thứ hai là do co thắt cho nên đường kính trong cũng hẹp và đường kính ngoài cũng hẹp. Cái chuyện này chúng ta rất dễ tiếp nhận. Tuy nhiên cái câu chuyện là câu chuyện của ngoài cơn hen cấp, nghĩa là một bệnh nhân không hề bị hen phế quản, không hề có triệu chứng lâm sàng thì đường thở có tổn thương hay không? Bởi vì chúng ta vẫn định nghĩa hen là viêm mạng tính đường thở, thì thực tế mặc dù không có triệu chứng lâm sàng nhưng đường thở nó cũng rất dài, nó không co thắt nhưng nó viêm và luôn luôn dày phù nề, trên thực tế lúc nào nó cũng nhỏ. Và chính vì thế chỉ cần một yếu tố khởi phát, bệnh nhân sẽ lập tức có gì ạ? Có triệu chứng khò khè ngay lập tức. Và như vậy câu chuyện hen không phải là câu chuyện điều trị chỉ trong cơn cấp mà cả điều trị ngoài cơn cấp. Thế thì chúng ta cũng biết rồi, mỗi năm là Gina lại ra một cái khuyến cáo về điều trị hen, nhưng nó khác người lớn. Người lớn nó chỉ có một phác đồ, chúng ta cứ theo phác đồ điều trị. Thì ở trẻ em do vấn đề chức năng hô hấp rất là khó khăn, trong khi chức năng hô hấp nó lại là gần như tiêu chuẩn chính để chẩn đoán hen phế quản, thì người ta lại khuyến cáo là trẻ dưới 5 tuổi và trẻ trên 5 tuổi. Tại sao lại như thế? Vì trẻ dưới 5 tuổi chẩn đoán dựa vào lâm sàng cộng chẩn đoán loại trừ. Và như anh Sơn anh nói, để chẩn đoán khò khè nó cực kỳ dài, cực nhiều bước, và có những cái rất dễ và có những cái đến cuối cùng vẫn không chẩn đoán được cái gì cả. Còn trên 5 tuổi chúng ta có phác đồ điều trị rất là rõ ràng. Thế thì điều trị hen phế quản rõ ràng chúng ta có hai cái là điều trị trong cơn cấp và điều trị ngoài cơn cấp. Và hen phế quản không nhiều thuốc, nhưng vấn đề sử dụng như thế nào mới là quan trọng. Cùng một thuốc đó, đường tĩnh mạch, đường uống hay đường tiêm, hay là đường uống hay là đường khí dung rất là quan trọng. Thế trong cơn cấp thì người ta nói đến rất nhiều vai trò của khí dung, và đặc biệt là salbutamol hay thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh và vai trò corticoid. Thì ngoài cơn hen cấp nó rất là nhiều vấn đề, dự phòng bằng cái gì? Bằng corticoid, bằng kháng leukotriene, bằng cromol hay bằng thuốc sinh học, nó có rất nhiều khác nhau. Và chúng ta xử trí như thế nào? Bác sĩ cũng cùng với phác đồ như thế, có phải ai điều trị giống nhau không? Có phải tất cả điều trị giống nhau, cùng liều giống nhau không? Và hiệu quả điều trị có như nhau không? Đấy là một câu chuyện về hen phế quản. Thế thì trong hen phế quản, gần đây người ta nói rất nhiều. Khi anh chị đứng trước bệnh nhân hen phế quản, các anh chị có đặt vấn đề là
đứa trẻ này liệu có nguy cơ tử vong hay không. Đấy là câu chuyện bình thường, chúng ta chỉ nghĩ chuyện là bệnh nhân có cắt cơn hen cấp hay không. Nhưng đứng trên bệnh nhân hen phế quản, bao giờ chúng ta phải để ý những yếu tố là nguy cơ tử vong để thái độ xử trí hoàn toàn khác, mặc dù cùng mức độ nặng cơn hen cấp. Ví dụ đứa trẻ này có tiền sử hen nặng do nguy cơ tử vong do đặt nội khí quản từ trước, có nhập viện vì hen phế quản, cấp cứu về hen nặng trong thời gian qua. Ví dụ trẻ không được dùng ICS khí dung từ trước, không tuân thủ điều trị, hoặc là mới dùng corticoid đường toàn thân, nghĩa là vừa bị hen nặng xong lại bị hen nặng lại. Ví dụ bệnh nhân dùng quá nhiều thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh trong thời gian vừa rồi. Ví dụ bệnh nhân có bệnh đồng mắc, đặc biệt là những cái bệnh về tâm lý, hoặc bệnh nhân không có kế hoạch xử trí. Tức là một cái quy định gần như thường quy là trước khi đặt cái bút đơn để cho bệnh nhân cái thuốc dự phòng hoặc là điều trị thì phải xem bệnh nhân có nguy cơ không, và đã nguy cơ thì kể cả nhẹ cũng thái độ điều trị xử trí hoàn toàn khác chứ không phải là như thông thường. Thế thì chúng ta có Gina, và nếu như nói về lý thuyết thì không có gì để bàn cãi, nghĩa là thuốc khởi phát sẽ là cái thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh. Ví dụ như là SABA chúng ta sẽ nhìn thấy 4 đến 10 nhát hoặc mỗi 20 phút một lần, và prednisone nếu trong trẻ người lớn là từ 40-50, trẻ nhỏ từ 1-20 mg cân nặng không quá 40, và chúng ta sẽ xử lý theo phác đồ. Cái chỗ này cho không phải trình bày, nó đã có sẵn. Trẻ dưới 5 tuổi người ta cũng phân loại mức độ nhẹ, trung bình và nặng và đe dọa tính mạng, thì thuốc khởi đầu thì thay bằng là thuốc xịt đơn thuần, chúng ta khởi đầu bằng là giãn phế quản bằng là thuốc xịt hai nhát một lần, hoặc khí dung budesonide. Và người ta cũng có chỉ định là nếu trường hợp nặng thì người ta sẽ chỉ định dùng corticoid, đây là bằng đường uống, prednisone 20 mg trong cân nặng, đối với trẻ dưới 2 tuổi thì không quá 20 mg, đối với trẻ từ 2-5 tuổi 30 mg. Nghĩa là phác đồ đã là giãn phế quản, corticoid và đường toàn thân. Đấy, tức là không gì đặc biệt cả nếu như đúng phác đồ như này. Nhưng câu chuyện có bao giờ các bạn đặt câu hỏi là tại sao phải tuân theo Gina, và chúng ta có phải nghĩ ra cái gì phác đồ khác hay không? Thì thực tế rất là hay là người ta thống kê trên 72 quốc gia thì chỉ có 17% các nước là tuân theo Gina thôi, còn các nước còn lại đều xây phác đồ riêng, và bản thân Việt Nam chúng ta cũng có phác đồ riêng. Tức là phác đồ riêng trên cơ sở đấy, nhưng nó lại tùy thuộc vào từng vùng địa lý, phụ thuộc vào loại thuốc, phụ thuộc vào sự sẵn có của máy khí dung, phụ thuộc vào giá thành, phụ thuộc vào rất rất nhiều yếu tố khác nữa để chúng ta điều trị, chứ không phải theo Gina, bởi vì theo Gina hết xong không có gì để làm nữa cả. Và cùng theo Gina thật đấy, nhưng bệnh nhân này kiểm soát tốt, bệnh nhân kia không kiểm soát tốt. Vậy câu chuyện là tại sao? Thế thì đây là năm 2016 thì có tôi, của anh Sơn, có các anh chị ở bên hội hô hấp ở bên thành phố Hồ Chí Minh, của Hà Nội và của Huế có tham gia viết phác đồ cho trẻ dưới 5 tuổi. Tại sao lại đẻ ra phác đồ dưới 5 tuổi, không phải trẻ lớn? Trẻ lớn nó phác đồ tương đối chuẩn, hen nó tương đối ổn định. Nhưng trẻ nhỏ, thứ nhất là nó liên quan chuyện khò khè, rất là khó, các bạn đặt bút lăn tăn giữa viêm tiểu phế quản, viêm phế quản phổi, hen phế quản, và thái độ xử trí phải cực kỳ linh hoạt. Và cũng xây dựng dựa trên Gina, nhưng nó có một số cải tiến. Ví dụ, chúng tôi cũng phân làm cơn hen nhẹ, trung bình là một nhóm, và cơn hen cấp nặng và đe dọa tính mạng là một nhóm. Thì khi bệnh nhân được phân loại là hen nhẹ, trung bình, thì chúng tôi sẽ ưu tiên chọn khí dung là salbutamol và phối hợp là xịt hoặc là đường khí dung. Chúng ta sẽ nhìn thấy là 2-4 nhát ở trẻ cơn hen nhẹ, và cứ mỗi 20 phút một lần, 3 lần sau 1 tiếng đánh giá lại. Cái này phát đồ chuẩn rồi. Trung bình cũng thế, nhưng mà liều cao hơn, liều xịt 6-8 nhát hoặc khí dung 2.5 mg một lần, và sau 1 giờ đánh giá lại. Nếu trẻ không đỡ thì chúng ta sẽ phối hợp ipratropium hoặc là và prednisone dùng sớm, còn nếu trẻ đỡ chúng ta cho về và tiếp tục khí dung. Còn trường hen nặng thì rõ ràng phải chuyển cấp cứu, phải cho thở oxy, phải phối hợp với giãn phế quản, tác dụng nhóm ức chế cholinergic, ví dụ như ipratropium, phải dùng corticoid đường toàn thân như hydrocortisone hoặc methylprednisone. Tức là về cơ bản chúng tôi chỉ cụ thể hóa và thêm một cái khí dung để kỳ vọng cho nó nhanh và mạnh hơn. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì họ còn chi tiết hơn chúng ta, là có một nhóm nhũ nhi. Tại sao lại thế? Nhũ nhi là chúng ta rất băn khoăn là viêm tiểu phế quản khò khè kéo dài. Và anh chị nhớ rồi, anh Sơn anh có nói rất rõ phác đồ không ạ? Giãn phế quản, corticoid, phối hợp có thể ICS, có thể montelukast. Vậy thì khi nào dùng cái gì? Thế thì trong cơn cấp người ta cũng chia mức độ nhẹ, trung bình và nặng. Và nếu mức độ nhẹ hoặc trung bình thì người ta khuyến cáo là khí dung bằng budesonide 1 mg một lần, 2 lần một ngày. Còn mức độ nặng thì khí dung liều cao nhưng rất là ngắn hạn.
Vậy tại sao nó khác nhau như thế? Tôi xin trình bày tiếp theo. Vậy thì liệu pháp khí dung trong hen phế quản là như thế nào? Chúng ta cũng biết là khí dung chẳng có gì lạ. Khí dung nó được khuyến cáo được Hội hô hấp châu Âu từ cách đây 20 năm, từ 2001. Và mục đích của khí dung là gì? Là khi mình muốn đưa một lượng lớn thuốc đường dạng tại chỗ. Nếu chúng ta dùng mỗi thuốc đơn lẻ thì cứ mỗi thuốc lại một dụng cụ khác nhau. Một nhát Ventolin, một nhát Pulmicort, một nhát cái thuốc nước muối chẳng hạn. Cứ mỗi thứ riêng lẻ. Thì khi muốn một lần một liều thuốc lớn. Thứ hai, khi trẻ rất là ốm, mình muốn phối hợp các thuốc. Và khi chúng ta không sẵn những dụng cụ xịt thì chúng ta có thể dùng khí dung. Thế thì hiệu quả của các thuốc tại chỗ là gì? Thứ nhất là tác dụng ngay đường hô hấp. Và chúng ta chế trẻ là một đứa trẻ đang lớn, người ta hạn chế tối đa tác dụng toàn thân. Thứ hai, tác dụng tại chỗ. Thứ ba là liều thấp. Ví dụ, ta uống một viên prednisone chắc chắn là 5mg, ít nhất là một viên, không ai uống nửa viên cả. Nhưng cho ta khí dung 500 đến 1, tức là 1mg, 1.500 microgram đến 1.000. Thứ ba, ít tác dụng toàn thân và ít tác dụng phụ. Đấy là lý do tại sao lại chọn. Tuy nhiên nó cũng không dễ dàng như thế đâu, không phải là cứ thế thì lại dùng rất tốt cho đứa trẻ, đúng không ạ? Thì chúng ta phải biết là không phải thuốc nào cũng lôi ra để khí dung. Bởi vì cái thuốc đấy nó phải đi qua phương tiện gì, khuếch tán thằng dạng nào, hấp thu được đoạn nào, chứ không phải thuốc nào cũng dùng được. Thì chúng ta thấy là mỗi thuốc khác nhau, không phải ngày xưa có kiểu gì ạ, lấy cái bình kháng sinh, sau khi sử dụng xong trắng trắng cái, đưa ra khí dung để mà điều trị viêm mũi họng gì đó. Thì cái thuốc đấy khi nó khuếch tán đi qua cái đường hô hấp, nó phải kích thích được cái hạt bao nhiêu, nó bám vị trí nào của đường thở. Thì thứ nhất, nếu như mà chúng ta dùng cái hydrocortisone ấy, chúng ta khí dung ấy, thì chủ yếu nó vào mũi xoang. Bởi vì khi qua máy nó chỉ có cái đường kính là 5 đến 10 micromet, nghĩa là chỉ có các bệnh mũi xoang. Còn hen phế quản và các đường dẫn khí nó phải tụt xuống dưới một chút, thì phải là những cái thuốc được khuếch toán kích thước nó từ 2 đến 5 micromet cơ. Còn nếu thuốc bé quá thì nó đi vào đường thở và nó gây gì vào máu, nó như tác dụng toàn thân luôn. Thế cho nên lại phải là thuốc phù hợp, dụng cụ phù hợp, chứ không phải là ngon lành là cứ cái gì cũng tốt hết, không có cái gì khó khăn cả. Thế thì chúng ta nói những ưu điểm rồi, nhưng chúng ta cũng có rất nhiều các cái phương tiện khác nhau để đưa thuốc vào cơ thể. Tôi nghĩ đấy là một cái tiến bộ khoa học, tiến bộ trong hen phế quản là người ta xịt định liều, tức có một cái bình mà đưa một cái lượng khí ổn định, luôn luôn là đưa chẳng hạn 100 microgram salbutamol, luôn luôn ổn định. Nhưng ở trẻ nhỏ các bạn biết rồi đấy ạ, nó không phối hợp được, nó phải hít vào sâu, bởi vì dạng một thuốc ra ngoài, hai là 2/3 số thuốc nó sẽ vào đường thực quản, cho chứ 1/3 nó vào khí phế quản thôi. Cho nên người ta mới có một cái bình, nó gọi là gì ạ, buồng đệ, để sao ạ, để nó có một cái van một chiều để thuốc nó duy trì được vào sau mà mình giữ để cho hết thuốc thì thôi. Và một cái ưu điểm nữa là máy khí dung thì sao ạ, thời gian mình khống chế được và trộn được các loại thuốc. Thế thì ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi, ta khuyến cáo là dùng buồng đệ và máy khí dung. Thế thì máy khí dung là gì? Là một cái dạng mà đã chuyển được thuốc từ dạng dung dịch sang dạng huyền dịch, đúng không ạ? Và liệu pháp khí dung được sử dụng trong những trẻ này rất là nhỏ, hoặc bệnh rất nặng, hoặc là không có các dụng cụ xịt thông thường, và chỉ sử dụng trên một số thuốc nhất định, chứ không phải thuốc nào pha ra cũng là dạng khí dung được. Đấy là một điều anh chị rất hết sức lưu ý. Thế thì khí dung thì có cái hay là gì ạ? Không phải phối hợp lắm, đứa trẻ hoàn toàn ngồi yên, gọi là như chị Hương, chị không đến nỗi như chức năng hô hấp, tức là phải khuyến khích, phải cố gắng, mà chỉ còn là ngồi yên và phối hợp động tác. Và có thể kết hợp nhiều loại thuốc cùng một cái liều đó, và thậm chí là chúng ở bệnh viện chúng ta có thể đưa cùng oxy và có thể dùng qua mặt nạ hoặc là miệng ngậm. Thế thì vấn đề là cái máy, cái dụng cụ đưa vào. Có bao giờ anh chị đặt câu hỏi là máy nào cũng dùng được không? Thứ nhất là thuốc nào cũng dùng được. Thứ hai là máy nào cũng dùng. Tôi nghĩ là rất nhiều nhà bệnh nhân được bác sĩ khuyên mua máy khí dung, hoặc bệnh nhân cũng chả cần đến bệnh viện cái, thấy khí dung đỡ hôm sau về mua luôn để khỏi đêm đi bệnh viện. Vậy thì những cái máy khí dung gì trên thị trường? Thứ nhất, chúng ta thấy có cái máy gọi là máy dạng khí nén. Tức là nào ạ? Nó ẩn cái áp lực không khí vào để tạo thành cái hạt to nhỏ không đều, nó đi được vào đường thở, và cái loại thuốc đấy nó khuếch tán được đường kính từ 2 đến 5 mm micromet. Thì đây là cái hạt nó đưa vào, có ưu điểm là rất là thông dụng, tương đối rẻ. Tôi nghĩ là máy giờ chắc chẳng đến 1 triệu đâu, cũng tương đối rẻ, bệnh nhân mua cũng không phải suy nghĩ quá nhiều, và nó có hiệu quả. Tuy nhiên nói thật là nó cũng hơi lãng phí thuốc, tức là nó cái phải phụ thuộc vào cái nén, độ nén. Ở bệnh viện thì có oxy, và bây giờ có những phương tiện cải tiến làm cho cái hạt tương đối đều hơn, hiệu quả thuốc khí nén tốt hơn. Một cái hình thứ hai người ta có thể nói đến đó là máy siêu âm. Máy siêu âm thì nó là một cái dòng nhiệt, nó sóng đều đều để mà kích hoạt những cái hạt khí.
Thì đặc điểm của loại máy là cái gì ạ? Là cái đó sao như cái hạt, kích thước nó tương đối là đều, nó siêu âm tần số đều, nhưng vì nó sinh nhiệt, cho nên nó có nhược điểm là gì ạ? Nó có thể phá hủy một số thuốc, tức là một số thuốc không chịu được nhiệt, đặc biệt là corticoid. Cho nên nếu đã có corticoid thì lại không sử dụng loại máy siêu âm. Đấy, các anh chị phải nhìn chỗ máy các anh chị. Và bây giờ ta nói rất nhiều đến bảo là máy dạng lưới, tức là những cái hạt lưới nhỏ đều kích thước để mà dạng phun kích thích được vào đường thở. Đặc biệt là máy có thể xách tay được. Tuy nhiên thuốc bao giờ cũng lắng đọng dạng bột và cái lưới nó cứ nhỏ dần lại nên chúng ta phải vệ sinh để nó không bị tắc. Như vậy là mỗi máy có ưu và nhược điểm, nhưng thông thường bây giờ vẫn dùng máy khí nén, nó tương đối rẻ, thuận tiện và dễ sử dụng, từng gia đình cũng có thể sử dụng được. Thế thì khuyến cáo về corticoid thì tôi nghĩ là nó quá cũ rồi, cũng không phải nói nhiều nữa. Sao? Nó quá cũ rồi, chúng ta đều thấy là gì ạ? Nó là đã được, đã có hiệu quả như là corticoid dạng toàn thân trong điều trị cơn hen cấp. Và người ta thấy là corticoid dạng hít có hiệu quả trong một cái phần điều trị nó gọi là glucocorticoid asthma exacerbation, tức là cơn hen cấp. Nó có hiệu quả rất điều trị trong cơn hen cấp, đặc biệt là ở trẻ em, và nó có tác dụng tương đương đường uống. Thế thì người ta mới nói rằng nếu ở trẻ từ 0 đến 3 tuổi thì cái ưu tiên hàng đầu vẫn là cái bình xịt định liều, tức là cái nhét bóp. Tuy nhiên nếu có thể thay thế thì có thể bằng khí dung qua mát, tức là mắt nạ trên mặt. Còn nếu trẻ 4 đến 5 tuổi thì cũng ưu tiên đầu tiên là bình xịt định liều và có thể thay thế bằng khí dung, có thể qua mát hoặc qua miệng ngậm, ở trẻ lớn nó ngậm kín được. Thế thì khí dung là một chuyện không lạ, nhưng mà guideline Gina không ghi. Vấn đề là áp dụng chưa? Áp dụng khá nhiều rồi. Vậy ta thấy có hiệu quả như tôi nói, nó phụ thuộc rất nhiều thứ vào kinh tế, vào thói quen, vào tất cả những cái điều kiện thuận lợi. Thì ví dụ đây là guideline của Ai Cập, nó đã điều trị về hen phế quản. Thì ở trẻ hen nặng, người ta sẽ nói như thế nào ạ? Người ta thêm budesonide vào liều chuẩn. Đối với trẻ 0 đến 5 tuổi thì sao ạ? 250 microgram một lần. Còn trẻ trên 6 tuổi là 500 và 3 lần trong vòng 1 giờ. Đấy là liều chuẩn người ta đã ghi. Mặc dù trong Gina có ghi gì ạ? À, corticoid toàn thân cộng với cả giãn phế quản. Một phác đồ khác của Nga 2018 cũng gần đây thôi ạ. Thì người ta nói đến cả budesonide điều trị trong cả gì ạ? Khò khè, điều trị trong cả hen phế quản cơn cấp và điều trị cả dự phòng hen phế quản. Và mỗi mức độ khác nhau thì dự phòng khác nhau. Ví dụ nếu hen mức độ nhẹ thì chỉ liều 0,5mg 2 lần một ngày trong 5 đến 7 ngày. Trung bình cũng là 0,5 2 lần một ngày cho đến hết triệu chứng. Và mức độ nặng thì 1mg cũng 2 lần một ngày, nhưng mà sát nhau, cách nhau có 30-60 phút thôi, nó khác nhau. Và ngay cả cơn hen cấp và kể từ điều trị dự phòng, chúng ta thấy ở trên cùng cũng thấy như thế, đúng không ạ? Sao ấy? Là 0,25mg có giữ mãi, giữ vào đâu nó chả lên lên rồi. Thế thì Việt Nam có guideline chưa ạ? Lâu lắm rồi, cách đến 5 năm cả. Hiệp hội hô hấp ở bệnh lao và bệnh phổi đã sử dụng là corticoid là một phần của điều trị cơn hen cấp. Và có những trường hợp không thể dùng được toàn thân, mặc dù Gina hướng dẫn. Ví dụ đứa trẻ bị bệnh toàn thân, ví dụ đang bị sởi, đứa trẻ đang bị thủy đậu, không dùng được toàn thân được, nó nặng mạnh lên thì bắt buộc phải khí dung. Như vậy thực ra là quá cũ rồi, nhưng chúng ta chưa đưa vào chính thống thôi. Thế thì tại sao khí dung lại có tác dụng và có tác dụng như thế nào? Thì người ta nói đến hai cơ chế, gọi là cơ chế gen và nông gen. Thế thì bình thường người ta khuyến cáo là dùng đường toàn thân. Tại sao? Bởi vì đường toàn thân khi một corticoid nó đi vào cơ thể thì sao ạ? Nó sẽ được cảm nhận các receptor ở trong lòng của bào tương và gì ạ? Nó đi vào ADN để nó nhân lên để sinh ra protein kháng viêm. Đấy là mục đích. Và một quá trình từ khi đi vào sinh protein và tạo ra ADN để sinh protein đấy, nó mất 2 đến 4 giờ. Mà tôi bị cơn hen cấp thì nó có hai phần, phần co thắt và phần viêm. Phần co thắt thì tôi có giãn phế quản tác dụng rồi, nhưng phần viêm phải 4-6 tiếng sau có tác dụng. Thì bây giờ tôi lợi dụng một cơ chế gọi là cơ chế nông gen, nghĩa là cái corticoid này nó thay vì đi đường toàn thân, cái đường tại chỗ và tại đường dẫn khí. Và tại đường dẫn khí này này ạ, nó tác động lên các receptor bề mặt để sao ạ? Để nó ức chế quá trình tái hấp thu noradrenaline để làm co mạch máu. Và chúng ta cũng biết là khi giãn mạch thì bệnh nhân sẽ phù mạch tại chỗ, còn khi co mạch thì nó giảm phù nề tại chỗ. Và tôi xin giải thích kỹ hơn cơ chế một chút. À, chúng ta có cái cổ của chúng ta. Và đây là phần rất nhiều cả gần khí phế quản. Cái mạch máu ở hệ thống khí phế quản tương đối dày đặc, cao gấp 5 đến 7 lần vì nó gần tim và máu đi lên rất là nhiều. Mọi chuyện phù nề rất là xảy ra. Và khi bệnh nhân viêm thì nó phù nề và thoát mạch. Cho nên là sao ạ? Nó viêm và đường thở nó hẹp lại.
Thế thì chúng ta có các receptor ở đường thở, nó là các no, và ở đây có sản xuất rất nhiều noradrenaline. Noradrenaline nó có hai con đường. Con đường thứ nhất là đường reuse, đường tái sử dụng, là đường số 1. Và đường thứ hai là đường chuyển hóa để mất đi. Thế thì ở đường hô hấp, do cái lượng mạch máu nó gấp 5 đến 7 lần, cho nên cái khả năng hủy hoại đi thì nhiều hơn, và quá trình tái sử dụng thì ít đi. Vậy thì các receptor đường thở nó mới gắn vào các cái glucocorticoid này, nó mới gắn vào cái noradrenaline này để tăng tỷ lệ tái hấp thu, tăng sự reuse lại và làm cho mạch nó co lại. Chính vì thế mà cái tác dụng là giảm phù nề đường thở sớm trong khi chờ đợi tác dụng toàn thân tác dụng. Đấy là lý do tại sao người ta dùng toàn khí dung tại chỗ, đờ chờ đợi đường toàn thân. Và trên cơ sở đó thì Hội Hô hấp Nhi khoa đã thống nhất một cái phác đồ đồng thuận để điều trị cơn hen cấp ở trẻ em. Đó là ở mức độ nhẹ thì thuốc đầu tanh vẫn là giãn phế quản tác dụng nhanh là SABA, dùng 2 đến 4 chát hoặc khí dung và qua bình suất định liều và mỗi 2 phút nhắc lại. Tức là mức độ nhẹ rất bình thường, rất bình thường, nó khác với hai người lớn. Tuy nhiên, luôn luôn nhớ câu là nhớ những yếu tố nặng nguy hiểm toàn thân, như các anh chị đã biết rồi, yếu tố nguy hiểm toàn thân. Thì nếu bệnh nhân có nguy cơ đấy thì automatic ngay lập tức, mặc dù cơn hen nhẹ, cũng phải phối hợp corticoid. Chỉ có lựa chọn là toàn thân hay là tại chỗ, hoặc là khí dung, hoặc là dùng toàn thân, và đánh giá lại sau 1 giờ. Nếu bệnh nhân có cơn trung bình thì chúng ta cũng xịt 2-4 nhát, hoặc là chúng ta khí dung, và hoặc là xịt 2-4 nhát. Nhưng nếu sau lần đầu tiên, 3 lần trong 1 giờ, sau lần đầu tiên mà triệu chứng không cải thiện thì lập tức chúng ta phải phối hợp với nhóm ipratropium và corticoid đường toàn thân hoặc tại chỗ và liều cao 1mg. Nếu bệnh nhân có một trong những yếu tố tiên lượng nặng thì cũng ngay lập tức phối hợp với corticoid khí dung 1mg cân nặng và nhắc lại lần 2 sau 30-60 phút trong khi đợi chờ đợi tác dụng toàn thân như vừa trình bày. Còn nếu như bệnh nhân mức độ nặng thì có bao nhiêu thuốc dùng hết, nghĩa là giãn phế quản cả hai nhóm, cả tác dụng thụ thể beta, cả kháng cholinergic, cả có thể toàn thân, cả đường uống, thậm chí dùng đường khí dung liên tục. Cái này thì không phải sẽ bàn cãi gì nữa. Và như chúng ta nói là tất cả các điều trị này liều 20mg cân nặng. Và sau khi mình cắt cơn rồi, nhiệm vụ chúng ta là cắt cơn trong vòng 24 giờ. Thì sau khi cắt cơn rồi thì chúng ta vẫn phải duy trì để giảm chỉ trạng viêm đường thở. Và duy trì thường là trẻ em là 3-5 ngày, người lớn là 5-7 ngày. Và có thể dùng đường toàn thân hoặc đường khí dung. Bây giờ câu chuyện là dự phòng. Hen thì thế rồi, nhưng dự phòng mới là quan trọng. Và bố mẹ bệnh nhân luôn đặt câu hỏi là cháu dự phòng như thế nào? Thì đầu tiên bao giờ cũng phải dự phòng tiên phát, nghĩa là tránh yếu tố nguy cơ phát hiện hen, ví dụ như là tránh mổ đẻ này, nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ này, hạn chế sử dụng kháng sinh này, tránh môi trường khói thuốc lá, béo phì vân vân, cái này chúng ta biết rồi. Và rất là hay là phác đồ của Gina cập nhật. Ngày xưa chúng ta chia dưới 5 trên 5, bây giờ nó còn có nhóm là trên 12 tuổi, tức là có nhóm 5 đến 12, 11 tuổi. Thế thì hen ở trẻ em thì rất là may là nhẹ, nhưng hen càng người lớn thì càng nặng. Thì chúng ta thấy là hen là theo bậc dự phòng. Thì nếu như mà hen là trẻ lớn thì bước 1 các chúng ta thấy là ICF là liều tốt đầu tiên, nhưng lại xem phép phối hợp với formoterol, tức là giãn phế quản tác dụng kéo dài, đấy vì là nặng, hoặc là gì ạ? Liều thấp ICS phối hợp với cả thuốc giãn phế quản nếu cần, và nó cứ tăng dần liều thêm. Nếu chúng ta quá sợ liều cao của corticoid thì chúng ta dùng liều thấp cộng với cả Leucoshare. Như vậy phụ thuộc vào kinh tế, phụ thuộc vào kinh nghiệm điều trị của mỗi bác sĩ. Thứ hai, nhóm 6 đến 11 tuổi, nhẹ hơn tí. Thì ở đây đã không nói đến giãn phế quản kéo dài, hay nói tóm lại không nói đến enformoterol, mà lại nói đến vai trò của bước 1 là liều thấp ICS cộng với SABA. Còn bước độ 2 thì là corticoid hoặc là Leucogen, hoặc là phối hợp cả hai. Còn cái mà lúc nãy giờ cả anh Sơn cũng băn khoăn và tôi cũng nói rất nhiều, đó là nhóm dưới 5 tuổi. Nhóm đấy mới oái oăm vì nhóm đấy dùng kháng sinh triền miên, và nhóm đấy cứ lần nào vào viện là khò khè là dùng kháng sinh. Và chúng ta cũng biết là không phải khò khè nào cũng là hen. Lúc nãy anh Sơn cũng đưa ra cái phác đồ như thế, và chúng ta cũng biết là nó sẽ có những cái kiểu hình khò khè khác nhau. Ví dụ, cái những khò khè nó lại không liên quan đến dị ứng là khò khè sau nhiễm virus. Và những khò khè nhiều yếu tố khởi phát, ví dụ như gắng sức cũng khò khè, virus cũng khò khè, nhiễm dị nguyên cũng khò khè, và nhóm khò khè đó có nguy cơ phát triển thành hen phế quản, thì người ta sẽ khuyến cáo là những khò khè không thường xuyên do virus thì người ta được ưu tiên ban đầu là Leucogen. Và đến bước thứ hai là ICS hoặc Leucogen hoặc là ICS ngắt quãng. Như vậy nó chỉ có hai thuốc, nó cứ lằng lằng với nhau. Nếu hen rõ, hen nặng
Và hen trên 5 tuổi thì là ICS là khởi đầu. Hoặc là trên 12 tuổi là ICS cộng với cả kháng leucocen. Nhưng trẻ mà dưới 5 tuổi thì kháng leucocen là thuốc khởi đầu. Và cũng giống như Hiệp hội Thành phố Hồ Chí Minh, người ta không, tức là trong đặt cái bút chuẩn đoán hen phế quản trẻ nhũ nhi là vô cùng căng thẳng, thì người ta dựa vào yếu tố khởi phát. Nếu khò khè ở trẻ dưới 2 tuổi thì nếu mà riêng do virus, nghĩa là giữa các đợt bệnh nhân hoàn toàn bình thường, thì là kháng leucocen. Còn nếu nhiều yếu tố khởi phát thì ta dùng ICS và theo dõi trong 4 tuần, nếu không đỡ đổi sang thuốc khác ngay. Có hai thuốc chúng ta đổi với nhau hoặc phối hợp với nhau, chúng ta cứ quay lại như thế. Một vấn đề chúng ta sẽ nhìn thấy là đây là cái guideline người ta giới thiệu rất nhiều là khò khè do nhiễm virus thì khởi đầu là leucocen và phối hợp với, hoặc là ICS hoặc phối hợp cả hai. Ngược lại, khò khè do nhiều yếu tố khởi phát thì khởi đầu là ICS và sau đó lại phối hợp kháng leucocen hoặc là họ đổi cả hai. Như vậy là chúng ta cũng biết một vấn đề nữa cuối cùng thôi, tức là tôi điều trị dùng phác đồ rồi, dùng hết rồi, tại sao con tôi khác con hàng xóm, tôi bị bệnh suốt con hàng xóm chả làm sao cả. Đấy là vấn đề bệnh đồng mắc, người ta nói rất nhiều bây giờ vấn đề đồng mắc. Thì tôi xin chia sẻ các anh chị là trong hen phế quản không có bệnh nhân nào một bệnh, không có nhân hen phế quản không viêm mũi dị ứng thì cũng viêm da cơ địa, mà không viêm da cơ địa thì cũng là viêm mày đay cóc. Thì nó thấy là tỷ lệ ngừng thở khi ngủ, có các rối loạn tâm lý, các bệnh mũi xoang, các bệnh trong đại tràng quản, nhiễm trùng đều rất cao, do bệnh do thuốc đều rất cao. Và trong 2018 người ta nói rất vai trò của đồng mắc giữa hen phế quản và các bệnh nhiễm trùng hô hấp trên. Thì các bạn sẽ thấy ạ, nói đến hen phế quản chắc chắn phải hỏi viêm mũi dị ứng, nghĩa là nói tôm na là đã dự phòng hen phế quản phải điều trị viêm mũi dị ứng kèm theo. Vì 80% hen phế quản kèm viêm mũi dị ứng, kèm viêm mũi xoang dị ứng, kèm khò khè do aspirin hoặc là tắc nghẽn đường thở, tức là hai bệnh một đường thở. Và hen phế quản và viêm mũi dị ứng luôn luôn song hành nhau, cho nên đừng bao giờ chỉ nghĩ đến hen phế quản mà không điều trị viêm mũi dị ứng. Với chúng ta là 80% hen phế quản có viêm mũi dị ứng và ngược lại 40% viêm mũi dị ứng kèm hen phế quản. Và viêm mũi dị ứng họ cũng có phác đồ điều trị, cũng có kháng histamine, cũng có cromol, cũng có kháng corticoid tại chỗ, kháng leucocen. Tuy nhiên nếu viêm mũi dị ứng mà dùng histamine thì lại không dùng trong hen phế quản vì nó làm quánh đờm. À, phải dùng hai thuốc, một corticoid tại chỗ tại mũi, corticoid tại đường thở, hoặc là dùng các cái thuốc mà là cromol tại chỗ. Thì có là leucocen thì nó tác dụng được cả đường thở trên và đường thở dưới. Tuy nhiên nó lại có nhược điểm là nó chỉ dùng trong hen nhẹ. Chứ vậy nếu bệnh nhân hen nhẹ cộng với mũi dị ứng thì dùng leucocen đơn thuần. Nhưng nếu hen nặng thì một là mình phối hợp cả leucocen, cả ICS hoặc là giảm liều, tức là phối hợp tăng liều leucocen lên, tăng liều ICS lên, phối hợp cả leucocen thì điều trị cả hen phế quản cả với mũi dị ứng. Một cái nữa, thông điệp cuối cùng tôi chia ra cho các anh chị là trào ngược. Các anh chị để ý mà xem ạ, bệnh nhân hen phế quản bao giờ cũng trình bày là cháu ho kinh khủng và cháu nôn tất cả thứ. Đêm đang nằm ngủ từ dậy nôn tất cả mọi thứ. Và các anh chị không biết có trào ngược không? Và còn thậm chí nhiều bệnh nhân ấy chả nôn ra. Nhưng người ta thấy là này, các anh chị nhìn thấy biểu đồ ạ. Đây là tỷ lệ chẩn đoán hen phế quản và tỷ lệ viêm mũi dị và trào ngược thì ít nhất nó phải được đến 48%. Và người ta tiến hành đo cái áp lực gọi là trào ngược giữa axit. Đây dòng cuối cùng các anh chị nhìn thấy ạ, dòng cuối cùng. Và các chị sẽ nhìn thấy là ít nhất thì 34% bệnh nhân có trào ngược. Đừng nghĩ là trào ngược là phải nôn ra. Bệnh nhân chỉ gọi là trào ngược 1/3 giữa thực quản cũng có biểu hiện của trào ngược. Và điều trị đúng Gina theo phác đồ không thành công, đấy là chúng ta chưa chú ý đến bệnh đồng mắc. Thì tóm lại, hen là bệnh rất phức tạp. Người ta gọi là cá thể hóa, vừa gen này, vừa chuyển hóa này, vừa di truyền này, và gì ạ? Và lúc thì hen, lúc thì viêm mũi dị ứng, lúc thì viêm da cơ địa, nó chạy loạn lại với nhau. Cho nên vấn đề cá thể hóa điều trị là vấn đề hết sức quan trọng. Hay nói tóm lại là lúc nào ICS, lúc nào kháng beta agonist, lúc nào leucocen, lúc nào thuốc phối hợp. Đấy là một câu chuyện. Và tóm lại thì cơn hen cấp là phải xử trí cấp cứu, là biện pháp khí dung, tức là corticoid, là giãn phế quản tác dụng và corticoid cả tại chỗ cả đường toàn thân. Còn dự phòng thì tùy mức độ nặng nhẹ mà mình dùng corticoid, dùng montelukast, dùng thuốc phối hợp. Và chú ý đối với trẻ khò khè tiền học đường là montelukast và ICS, đặc biệt là điều trị đồng mắc và vấn đề cá thể hóa điều trị. Và xin chân thành cảm ơn.